Chào anh chị em, tôi Linh Mục Dông Bautista Nguyễn Minh Hùng, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tuân đây. Xin được gặp lại anh chị em. Hai ngày nay tôi cảm và thấy nó hơi đau đầu. Thế nhưng mà vì hôm nay là ngày thứ bảy, vẫn phải làm việc, uống thuốc rồi làm việc thôi. Bây giờ thì tôi thấy nó khỏe khoắn hơn rồi. Sáng nay thì giải quyết công việc trong giáo xứ, rồi chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới, rồi lên chương trình, rồi phân công cho anh chị em giáo dân. Có thể nói là từ sáng tới giờ tôi ngồi trong phòng làm việc. Có một anh chị em giáo dân tới nhờ tôi một công việc thì mình cũng đã giúp họ xong. Hôm nay tương đối ít khách, nhưng làm việc trong phòng nó căng thẳng. Và tôi cũng vừa mới đọc kinh sách và kinh trưa xong. Bây giờ thì chuẩn bị đi viếng bình thánh Chúa, cầu nguyện cho anh chị em, cho mọi người khắp nơi, đặc biệt là trong những ngày này, cha Thomas Phan Minh Chánh là cha xứ cũ của tôi. Trước đây ngài đã từng cho tôi đi tu. Ngài đã là cha sở của tôi trong nhiều năm, và chính ngài đã cho tôi được rước lễ lần đầu, được thêm sức. Rồi sau đó khi tôi lớn lên, đi bước vào chủng viện, chính ngài đã giới thiệu cho tôi đến với các đấng bề trên để tôi được gia nhập vào hàng ngũ của chủng sinh giáo phận Phú Cường. Rồi tôi vào chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, đến khi ra trường về với giáo xứ Lái Thiêu, ngài vẫn còn là cha sở giáo xứ Lái Thiêu, và chính ngài đã xin Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, lúc đó là giám mục giáo phận Phú Cường, phong chức linh mục cho tôi tại quê nhà giáo xứ Lái Thiêu. Ngài đã tổ chức tất cả mọi nghi lễ rất trọng thể. Thưa anh chị em, nay thì ngài vừa mới ra đi về với Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn cha Thomas. Tôi mang ơn ngài một đời làm linh mục của tôi, có sự hiện diện của ngài. Tôi mang ơn ngài. Ngài thật là người cha và là người mục tử quý báu trong cuộc đời tôi. Xin anh chị em cùng hiệp ý với tôi cầu nguyện cho ngài. Và bây giờ, trước khi đi chầu mình Thánh Chúa buổi trưa, anh chị em cùng với tôi nhìn lại một cái cây mai mà anh em gia trưởng ở trong giáo xứ chăm sóc và có ý tặng tôi trong những ngày giáp lễ Giáng sinh này. Anh chị em nhìn lại hai cây mai khá đẹp. Chúng ta nhìn nha, nhìn hai cây mai này nhé. Đây nó đang trổ đẹp lắm, và có những con ong bu quanh nó rất đẹp. Đây, cây mai đang nở rực rỡ. Người ta bảo rằng thấy mai là thấy mùa xuân, thấy Tết, nhưng tại hiên nhà xứ giáo xứ Thánh Tuân thì có lẽ phải nói là thấy mai là thấy gần lễ Giáng sinh. Anh em gia trưởng chăm sóc những cây mai này, và họ muốn có một cái sự độc lạ trong những ngày chuẩn bị lễ Giáng sinh. Họ bứt lá sớm để cho mai nó nở một cách độc lạ, không ai có trong dịp lễ Giáng sinh. Cái chậu mai to lắm anh chị em, đây anh chị em nhìn thấy chậu mai to lắm này, tôi đang quay từ dưới quay lên này đấy, và chúng ta quay từ dưới quay lên trên. Anh chị em nhìn thấy những cành mai và những hoa mai, những bông hoa mai rất đẹp, vàng ươm. Và hôm nay cái chậu mai này đang nở rộ. Nó đã nở mấy ngày nay rồi, nhưng hôm nay nó nở rộ. Tôi sẽ đi vòng một vòng xung quanh cây mai.
Cây mai này tán khá rộng và chắc có lẽ đường kính của nó phải là từ một thước 8. Phải là một thước 8. Nó xòe rộng lắm. Nó chiếm cả một không gian khá lớn. Và từ khi mai nở thì xung quanh nó là những con ong không bao giờ ngưng ngơi. Những chú ong rất dễ thương, cần mẫn hút mật. Nó thấy tôi, những con ong nó thấy tôi, nó lại bay đi chỗ khác. Tôi muốn quay cho anh chị em thấy, nhìn hình ảnh cái con ong, nhưng mà cứ hễ thấy người là nó bay về phía bên kia. Nó thấy mình đi bên này là nó quay về phía bên kia, nó bay về phía bên kia. Những con ong cần mẫn. Đây có một con ong. Có một đây. Thưa anh chị em, có một con ong đang chăm chỉ hút mật. Đây, hai con ong. Và đây là cây mai đang nở rộ. Đây, anh chị em nhìn sát vào những cái cánh mai. Nhìn sát vào những cái cánh, những cái bông hoa mai. Mà ngay cả như hoa mai mà nó rụng xuống đất cũng đẹp nữa anh chị em. Đây, nó rụng xuống đất. Nó vàng cả một cái góc đất này. Hoa mai rụng xuống đất nó vàng cả một cái khúc sân. Sân đất này. Đây. Và trên mặt chậu cũng vậy. Hoa mai rụng vàng, cánh hoa mai rụng vàng cả cái mặt chậu. Đây. Và nó rất nhiều nhánh, anh chị em thấy nó rất nhiều nhánh thế này. Chúng ta nhìn xem nó khá nhiều nhánh thế này. Đó. Nó xòe tán rất rộng. Và cái thân cây mai khá lớn. Đây, đó, cái thân cây mai khá lớn. Những cánh mai rụng xuống cái mặt chậu, nó như một cái tấm thảm màu vàng, chấm vàng ở trên cái mặt chậu. Đây, những cái gốc mai của chúng ta là những cành mai của chúng ta đây. Phải nói là những anh em gia trưởng họ chăm sóc khéo. Cây mai này khá lớn và tán xòe rộng. Anh chị em nhìn gần cái hoa mai, những cánh hoa mai. Đấy, chúng ta nhìn gần. Và đây là cây mai thứ nhất, cây mai lớn. Cây mai này đang nở rộ. Những con ong nó thấy tôi cứ đi qua đi lại, nó bay mất hết rồi. Này, nó đang bay đây. Không biết anh chị em có nhìn thấy con ong đang bay không? Và đây là cây mai thứ nhất. Còn cây mai thứ hai thì đã nó nở trước rồi anh chị em. Cho nên bây giờ nó cũng sắp tàn rồi. Nhưng mà thôi, tôi cũng giới thiệu với anh chị em cái cây mai thứ hai. Đây là cây mai thứ hai. Không có lớn bằng cây mai hồi nãy. Cây mai này bông nó cũng nhỏ hơn. Đây, những cái cành bông đó. Bông nó cũng nhỏ hơn. Và hôm nay thì nó đã rụng nhiều rồi. Hai ngày trước cây mai này là nở rộ, nhưng hôm nay nó rụng nhiều rồi. Những cái đài hoa. Khi nó rụng hết cánh, nó để lại những cái đài hoa thế này. Đây, nó cũng vậy, rụng đầy trên mặt chậu. Phải nói là cái mặt chậu rất đẹp nhờ những cánh hoa mai rụng vàng trên mặt chậu. Và cái cây mai này tuy nó không đẹp bằng, nhưng cái gốc của nó cũng to lắm. Thế anh chị em nhìn thấy đây, tuy nó không đẹp bằng cây mai bên kia, nhưng cái gốc của nó cũng khá to. Và cây mai này cái chậu cũng đẹp, đẹp hơn cái chậu bên kia. Chậu này nó có hoa văn hơn. Đây chúng ta nhìn thấy cái chậu mai ha. Chúng ta nhìn từ dưới lên trên, để nhìn từ dưới, nhìn xa một chút để có thể nhìn thấy rõ hơn ha. Chúng ta nhìn thấy cây mai này từ dưới lên trên. Đây, cái thân cây mai khá to đấy. Và dù cái tán cây mai này nó không rộng như cái cây mai lúc nãy, thế nhưng mà nó cũng rất nhiều nhánh, nó rất nhiều tược anh chị em.
cái tán cây mai lúc nãy thì khoảng đường kính 1 thước 8, chứ cái này thì chừng 1 thước 4, 1 thước rưỡi gì thôi. Cái đường kính 1 thước 4, 1 thước rưỡi gì thôi. Đây cũng có những chú ong rất dễ thương, những chú ong chăm chỉ hút mật, không biết anh chị em có nhìn thấy không, những con ong rất là dễ thương, nó vẫn chăm chỉ hút mật. Chúng ta đi vòng cái cây mai này một vòng nha, để anh chị em nhìn thấy cây mai này, tuy nó nhỏ hơn và nó bắt đầu tàn rồi, nó để lại những cái đài hoa, những cái đài hoa và những cái lộc non, bởi vì mấy ngày qua nó đã nở rộ rồi. Thì bây giờ chúng ta đi vòng qua nhìn xem một chút thôi. Chúng ta xem. Nên mặc dù nó vẫn còn khá nhiều nụ anh chị em ạ. Đây, ví dụ như đây là nụ nè, nó vẫn còn khá nhiều nụ. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng đã tàn, nụ thì chắc có lẽ từ từ nó sẽ nở. Nó hết nở rộ rồi, nở rộ trong vòng chừng 2 ngày qua thôi. Đây vẫn còn những nụ non, những nụ nhỏ khá nhiều. Hy vọng rằng mai chiều gì những cái nụ này nó sẽ nở ra nữa đây. Và ở dưới đất cũng vậy anh chị em, giống như cây mai bên kia, khi mà mai nó rụng cánh xuống, nó vàng cả cái mặt đất đây. Để chúng ta nhìn thấy như cái thảm, như cái thảm hoa mai, như cái thảm cánh mai ở trên mặt đất ấy. Và thưa anh chị em, đó là những cây mai nở trái mùa, không phải là mùa Tết nhưng lại là mùa Giáng sinh, mùa vọng. Chúng ta nhìn ngắm những cái cành mai, những hoa mai khá đẹp, có thể nói là mùa xuân đến với giáo xứ Thánh Tuân khá sớm. Qua những cái cành mai vàng rực rỡ như thế này, mùa xuân đến với giáo xứ Thánh Tuân khá sớm. Nguyện chúc anh chị em một mùa Giáng sinh sắp tới nhiều ơn Chúa. Xin Chúa hài đồng luôn ở cùng anh chị em. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta nhiều niềm vui, tình yêu trong Chúa và cho chúng ta có một đức tin vững mạnh. Anh chị em thấy các cháu thiếu nhi, nó thấy tôi quay cái cây mai cho anh chị em, nó cũng ăn ké vào, nó chào. Chúng con chào đi, chào tất cả các cô chú, ông bà đi. Chúng con nói. Nói cho nhịp nhàng lên nào, chúng con kính chào quý ông bà và quý cô chú. Nói cho nói nhiều đâu mà nói không được, nói nhiều đâu mà nói không được ha. Đấy, các em nó vẫn thường chơi trong nhà xứ như thế đấy anh chị em, nó thường chơi xung quanh nhà thờ. Thôi, cái video clip của chúng ta cũng đã khá dài. Tôi chào anh chị em, giờ đây tôi tiếp tục công việc của mình, đặc biệt là tôi đi cầu nguyện xin ơn Chúa đón nhận tất cả chúng ta và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Xin Người củng cố lòng tin và niềm yêu mến của chúng ta để chúng ta càng ngày càng trung thành với Chúa hơn. Xin cảm ơn anh chị em.